Trong không khí, tỉnh Vĩnh Phúc đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 25 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Quy mô kinh tế tỉnh năm 2021 tăng gấp 70 lần so với thời điểm mới tái lập. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Vĩnh Phúc trong chặng đường 25 năm qua, nhấn mạnh tỉnh Vĩnh Phúc là một điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư. Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tỉnh cần quán triệt các bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư trong các hội nghị chuyên đề, coi đây là những bài học kinh nghiệm quý giá. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, Vĩnh Phúc cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung rà soát việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, đẩy nhanh việc ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng chính quyền số và quản lý xã hội, phát triển kinh tế số, đồng thời tăng cường phòng chống dịch để người dân đón Tết an toàn, no ấm. Trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội và đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã dự lễ khởi công dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc, siêu cảng đầu tiên của mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Dự án có quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, công suất thiết kế hàng hóa thông quan khoảng 530.000 têu một năm do công ty cổ phần T&I Superport Vĩnh Phúc, liên danh tập đoàn T&T Group và đối tác Singapore là tập đoàn ICH và công ty ICH Holdings làm chủ đầu tư. Tại buổi lễ, tập đoàn T&T Group đã trao 100.000 bộ kit test nhanh COVID-19. Cũng tại tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã dự lễ khánh thành tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc. Tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc có sức chứa 2.000 khách với diện tích 16.000 m2 và hợp phần khách sạn 5 sao với quy mô gần 200 phòng, là một trong những công trình hội nghị có quy mô hàng đầu miền Bắc, công trình nằm trong tổng thể các dự án nghỉ dưỡng giải trí cao cấp đang được triển khai tại Vĩnh Phúc, sẽ trở thành động lực để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Kính thưa